Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép cập nhật cho anh chị về giá chiếc xe quốc dân, chiếc xe Toyota Vios thời điểm cuối năm 2023 và chính sách bán hàng của thời điểm cuối năm này có gì. Và thời điểm cuối năm này là thời điểm để hãng chạy doanh số cho những chiếc xe chủ đạo cuối năm, và thời điểm hiện tại thì Vios nằm trong cái sự ưu tiên tuyệt đối của Toyota. Và cụ thể như sau, thì chiếc xe Toyota Vios đang được hỗ trợ đến 100% thuế trước bạ, và trong đó có 50% từ đại lý và nhà máy và 5% còn lại từ nhà nước. Và ngoài ra chưa hết thì chúng ta sẽ có hỗ trợ thêm một phần tiền mặt từ đại lý và thêm tặng các quà tặng nữa. Thì cụ thể giá cho các phiên bản lăn bánh như sau, ở thời điểm cuối năm 2023 thì giá thời điểm em báo là giá đang hỗ trợ 100% tiền trước bạ đấy ạ. Thì có cụ thể như sau, thì phiên bản đầu tiên, phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 479 triệu, và thời điểm hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho anh chị là 37 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện nữa. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền là 471 triệu, có nghĩa là rẻ hơn so với giá niêm yết là 8 triệu, là anh chị đã lăn bánh xong xuôi cũng như là có đầy đủ phụ kiện rồi. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 118 triệu là anh chị đã lăn bánh được chiếc xe Toyota Vios. Và phiên bản thứ hai là phiên bản E số tự động thì có giá niêm yết là 528 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm cũng rất là sâu, số tiền lên đến là 44 triệu tiền mặt. Và thời điểm hiện tại lăn bánh thì anh chị chỉ cần giúp em số tiền khoảng 516 triệu để lăn bánh. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 135 triệu thôi. Và anh chị thấy là giá xe niêm yết là 528 nhưng mà lăn bánh chỉ có 516, thì có nghĩa là rẻ hơn 12 triệu so với giá niêm yết là đã đầy đủ luôn cả phụ kiện rồi. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản bán chạy nhất bên em, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 1.5G thì có giá niêm yết là 592 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm đến 55 triệu tiền mặt cho dòng xe này. Thì lăn bánh chiếc xe này chỉ còn là 572 triệu lăn bánh và đã đầy đủ phụ kiện rồi, thì có nghĩa anh chị thấy là niêm yết là 592 nhưng lăn bánh là 572 thì nó rẻ hơn đến tận 20 triệu so với giá niêm yết thời điểm hiện tại. Và anh chị nào cần quan tâm đến vấn đề trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em, và số tiền nó sẽ là chuẩn trả trước là 149 triệu là trả trước, là mang xe phiên bản G về rồi. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm cuối năm 2023. Và thời điểm anh chị gọi cụ thể hơn, nếu mà muốn ưu đãi hơn nữa thì anh chị có thể liên hệ giúp em qua số online, thì em sẽ báo giá cho anh chị về chi tiết hơn, về phụ kiện bảo hiểm hay là các cái chính sách bán hàng nó ưu đãi hơn cho anh chị. Như anh chị thấy thì em đang để bên cạnh chiếc xe đây là phiên bản E và phiên bản G. Hai phiên bản này thì những ngoại hình thì nếu anh chị nhìn qua cũng khó phân biệt, và nhìn trong video thì cũng khó phân biệt, thì bọn em nhìn hàng ngày rồi thì chắc nó sẽ dễ hơn. Thì bên ngoài như anh chị thấy ở đây thì nếu mà nhìn ở phần đầu xe, phiên bản G thì sẽ được là dùng logo dạng 3D và có cái điểm nhấn bên dưới là mạ chrome. Còn phiên bản E là dạng logo thường và bên dưới là sơn nhám. Còn phần la răng thì như nhau rồi, gương xe như nhau. Tuy nhiên là phần tay nắm cửa thì phiên bản G thì sẽ có là mạ chrome, của phiên bản E sẽ sơn được cùng màu với thân xe. Ngoại thất của chiếc E số sàn và E tự động thì nó đa số là sẽ giống nhau thôi. Còn ở phần đuôi xe thì có một số khác biệt, như là phiên bản G thì sẽ có là 4 cảm biến, phiên bản E chỉ có 2 cảm biến thôi. Còn phiên bản G là hiện tại thì ngoại thất thì cũng khá giống nhau, tuy nhiên phần nội thất nó sẽ khác biệt hoàn toàn, từ đến các cái chất liệu ghế này. Ghế thì sẽ được sử dụng là dạng ghế gần như là ghế thể thao, có đục lỗ và khâu chỉ màu vàng. Chiếc xe này thì bản G thì còn được trang bị cả các cái tính năng hỗ trợ lái, như là cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo lệch làn, nó các cái chức năng nó sẽ bật ở đây. Và màn hình thì rất là lớn, màn hình lên đến khoảng 10 inch, điều hòa tự động. Hơn nữa thì có một vài cái hơn, như là phiên bản này sẽ có 7 túi khí, còn các phiên bản E chỉ có 3 túi khí thôi. Và loa thì được trang bị lên đến 6 loa. Và đặc biệt là nếu mà trải nghiệm thực tế là cái loa của Vios này rất là hay anh chị ạ. Và một cái không thể nhắc đến ở Vios là hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi, tuy nhiên không có
cái cửa gió liên hoàn sau, nhưng mà chỉ cần một dàn gió cửa gió ở phía trước này thôi thì anh chị đã đủ mát cho trong xe rồi. Và cái số lượng xe bán ra thì và trải nghiệm người dùng thực tế ở những cái thời điểm nắng nóng nhất ở miền Bắc thì anh chị hoàn toàn yên tâm về cái điều hòa của Toyota. Và vừa rồi thì đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios thời điểm cuối năm 2023 rồi. Và anh chị nào quan tâm đến chiếc xe này và vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình, em sẽ hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.